À, anh ở đâu? Ở Mỹ, ở À, Cali. Cali. À, anh xem chương trình của em được nhiêu rồi ngày ai? Mới coi ngày hôm qua. À. Rồi anh có để ý ai chưa? Có để một người 55, một người 55 tuổi, một người 58 tuổi. Dạ. À, cho em hỏi là cho em hỏi là anh nhiêu tuổi quên rồi. Tuổi. 59 tuổi. Rồi cái việc hôn nhân của anh như thế nào? Chưa lập gia đình lần nào ấy. À, Không có thông tin là hồi chưa đó giờ chưa luôn. con gì hết. Hồi đó giờ luôn hả? Rồi, em chào anh nha. Chào chào. Dạ. Cho em hỏi anh tên gì? Tên Mỹ là Nguyễn Phi Tony Nguyễn. Tony Nguyễn. Dạ. À, Đúng rồi. Tony. À, anh ở đâu? Ở Mỹ, ở À, Cali. Cali. À, anh xem chương trình của em được nhiêu rồi ngày ai? Mới coi ngày hôm qua. À. Rồi anh có để ý ai chưa? Có để một người 55, một người 55 tuổi, một người 58 tuổi. Dạ. À, cho em hỏi là cho em hỏi là anh nhiêu tuổi quên rồi. Năm chín tuổi. 59 tuổi. Dạ. Rồi cái việc hôn nhân của anh như thế nào? Chưa lập gia đình lần nào ấy. Không À, có thông tin là hồi đó giờ chưa luôn. con gì hết. Hồi đó giờ luôn hả? Dạ. Trời ơi, sao mà hồi hồi còn trẻ anh không chịu lập gia đình? Lại lo đi làm. Dạ. Lo đi làm. Qua Mỹ cũng qua Mỹ nó cũng năm 82 làm cho tới giờ nó không có gia đình, Anh có ơi, bạn bè thôi. anh ơi, anh ngồi đừng có lắc, anh ngồi anh ngồi yên một chỗ, anh nói chuyện với em ha. Anh đừng lắc 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 nó Ok. bị nó lắc cái màn hình nó quơ 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 lại nó trong mặt lắm. Ok. Dạ. Rồi nói chung là hồi đó tới giờ là anh chưa có cưới vợ lần nào hết. Đúng rồi. À. Quê ở Việt Nam là quê anh ở đâu? Ở Sài Gòn, ở quận 1. Ở Sài Gòn ở quận 1. À. Anh có thường về Việt Nam không? Lâu lâu mới về. À, lâu lâu mới về một lần. À. Ở ở bên Việt Nam mình còn bà con hỏi gì anh em gì ở đây không? Còn bác với còn hai người bác với người cô bên bên Việt Nam. À. Cho em hỏi là anh được mấy người anh em? Ba anh em. Ba anh em. À. Cho em hỏi về cái tính tình của anh như thế nào? Tính tình thì cũng hiền, không có nóng giận gì hết, cũng vui vẻ. À. Nhưng mà cuối tuần thì hay đi chùa, À. hay đi chùa làm công quả À, cuối chủ tuần nhật. hả? À, cuối tuần hay đi chùa làm con quả ha. Dạ. Có điện thoại ai anh? Ủa anh ở chung với ai ạ? Đâu này cái qua nhà của ông già chơi. Ủa vậy là cả gia đình mình đi qua Mỹ hết? Dạ, bên gia đình đi Mỹ hết. Rồi thí dụ đi anh thích người cái mẫu người phụ nữ là như thế nào? Thì cứ đừng có hiền mà biết lo cho gia đình, biết lo đi làm ăn, lo cho tương lai, cùng nhau làm, sướng thì sướng, khổ thì cùng khổ, chứ không có một người này sướng mà người kia khổ, không có được. Dạ. Với lại cái
tắc của mình là không có nhậu nhẹt, không có hút thuốc. À, vậy là anh không nhậu, không hút thuốc luôn. Dạ. À. Cho em hỏi em, anh lựa một người phụ nữ độ cái tuổi có khoảng là bao nhiêu? Khoảng khoảng từ 50 mấy đổ lại. 50 mấy đổ lại. Năm mấy là anh cho điểm? Dạ. Là năm mấy? 55 à, là bao nhiêu? Năm từ năm từ 55 hay hoặc là 60 mấy đổ đổ lại thôi. Nói chung là từ nói chung là từ 60 đổ lại. Dạ. À. Rồi như vậy thì nếu mà có một người thương anh thì anh sẽ rước qua Mỹ hay là anh về Việt Nam sống? Rước qua Mỹ chơi. Nếu mà có vợ thì mình về Việt Nam mình ở chơi về 3 tháng. Còn mà người ấy mà có tư giá thì mình làm giấy tờ qua Mỹ cho ở chung với nhau. À. Còn nếu mà không chịu đi thì về ba tháng anh về một lần. Dạ, về ba tháng về cho 3 tháng ấy. Về lại làm cho mình qua Mỹ lại. À. Còn à, còn có con á. À, còn nếu con, mà nếu mà cô ta có con thì càng tốt. À. Con mình giống như con của cỏ thôi. Chứ à. không có tại sao lấy thì sao có con nó làm á. À, mình không có giống ta, con mình thương đã thương con, đã thương mẹ ta thì con cùng phải thương con, cứ đang thương mẹ mà không thương con là không được. Thì hôm nay em cũng cảm ơn anh đã đến chương trình của em ha. À. Dạ. À. Thì cô chú anh chị em nào có xem thì thông cảm cho tiếng, tại vì anh ở bên Mỹ gọi bằng cái này Viber thì nó cũng không được trong và rõ lắm. Với cái máy anh nó quay nó sao mà nó không được trong và rõ, chứ anh nhìn cũng không có mập lắm nha, tại vì tiếng quay sát cái màn hình đó nên thấy nó cái mặt nó hơi bự. Anh lưu ra xíu giờ về vậy được rồi đó. Ok. Đó. Như vậy là nếu mà người nào không có con thì càng tốt, mà nhưng mà có một với hai đứa con anh cũng chấp nhận luôn. Chấp nhận luôn, ok luôn. Ừ. Chứ hai người tuổi cũng ai cũng nấy cũng già hết trơn rồi, chứ đâu còn mà sẵn đẻ được nữa. À. Ừ. Tôi cũng cảm ơn lên chương trình của Tiến, tôi rất là cảm ơn nhiều. Nhờ yeah. Tiến mà tôi được kết nối từ Mỹ về Việt Nam. Để nếu mà để duyên hợp mà hợp nhau thì tiến tới. Yeah. Còn nếu mà thương nhau thì mình sẽ tính lâu dài. Yeah. Nói vậy đó. Yeah. Ừ. Thì mình dạ anh nói đi. Anh nói đi nha. Thì mình chọn một người khoảng 58 hoặc là 60 đổ lại thôi. Yeah. Trong hai người đó. Bốn mấy cũng được hả anh? Dạ. Nhưng mà mình để ý được người không biết người 58 với người 60, không biết người nào mình thấy cũng dễ thương, cũng ok, cũng nói năng cũng nhỏ nhẹ, cũng ok lắm, không có đòi hỏi cái gì. Yeah. Giàu nghèo, giàu sang gì hết. Yeah. Ai giàu ai sang thì cũng được. Ai ở nhà bên này hay về bên kia cũng được, chẳng sao. Mình yeah. sống hạnh phúc lo lắng cho nhau thì ok. Mỗi năm thì hai đứa về Việt Nam một lần thăm gia đình. Yeah. Là thấy cũng ok lắm rồi. Dạ dạ. Anh à. Không, anh ra cái điều kiện mà để mà như vậy thì rất là gì là em thấy cũng hợp lý. À, cũng dễ. À, nếu mà cái chị đó muốn đi qua Mỹ sống thì anh sẵn sàng bảo lãnh. À, còn nếu mà không chịu thì ở Việt Nam thì trong vòng 3 tháng này anh về thăm lần. Đúng rồi. À. Nhưng mà biết mấy người mà biết nấu ăn giỏi là ok á. Mình cũng biết nấu ăn nữa, nhưng mà ai nấu ăn ngon thì cũng không sao. Người này nấu người kia phụ dọn đặt rau hay giữ chén hay là phụ nấu nước gì đó thì cùng nhau làm, chứ một người đang làm một người đang ngồi á không được, phải hai người làm hết. Em tưởng đâu
em tưởng đâu mà biết nấu ăn giỏi qua bên Mỹ và anh mở nhà hàng như bác. Tại tại cái nghề đó là nghề của mẹ truyền lại, ông của mẹ. Anh nói bánh anh làm nghề gì? Làm hãng của Mỹ. Làm hãng ha. Dạ. Rồi anh có chọn là chiều cao phụ nữ 1m mấy ăn lên không? Tôi 1m65 hay 1m7 mấy hay vậy á, tại vì tôi cao 1m65 rồi. Anh cao 1m65. 65 thì năm mươi mấy ăn lên cũng được anh. 50, 55 ăn lên cũng được rồi. Dạ, ok. Dạ. Tại vì anh có 1m65 hả? Đó, thì anh đưa một người phụ nữ thì 1m50 mấy đổ lên là em thấy là cũng ổn đó, chứ không có lùn. Đi làm về mà nếu dụ như mà đi làm cho tôi làm về tôi đi chợ, tôi có thể đi chợ dùm cho người đó cũng được, để về cùng nhà nó ăn khỏi cần mấy người đó đi làm ở nhà chờ gì, nhưng mà thôi sẵn mình có xe cứ mình đi chợ về mình ghé chợ có mình mua về nấu hai đứa cùng ăn. Rồi mình đi đâu á, thí dụ như mình có tiền tùng gì đó mình cũng dắt đi theo, tiền lớn hay tiền nhỏ gì cũng được, mà bạn bè mà có mời đi á mình cũng dắt đi, chứ mình không có để đồ ở nhà. Đi chung, ở thì ở lại, còn đi hai người. Còn ở nhà thì mình ở nhà, chứ mình không có đi đâu hết. Nghe cái đó mình đã là một người vợ con lo lắng lên này, tiền bạc thì không sao hết, làm kiếm về đợi em chút xíu nha. Nói như vậy là anh rất là thương vợ. Nếu mà có đám tiệc hay là có tiệc tùng gì mà đi thì vợ đi thì anh mới đi. Còn mà nếu mà vợ nhà thì anh ở nhà. Đúng rồi. Em nghĩ là hồi xưa giờ anh không có vợ thì mình vẫn có vợ, mình vẫn đi làm được mà anh, mà sao mà anh không nghĩ tới chuyện đó? Thì lúc đi làm về thấy mấy đứa em nó có gia đình á, thấy anh chung thấy đồng lòng gia đình cũng cứu mình, thấy vậy mình cũng buồn lắm. Nói mấy em nó nói anh hai đi kiếm mấy chị hai dễ lo đi, chứ mà thấy anh mà buồn vậy không, mai mốt mà ông bà mà có mất á không có trả thuốc tôn để cầm hình nào á, kiếm chị nào hoặc kiếm ở bên Việt Nam hoặc kiếm ở đây cũng được. Thì cái mình nói ok, cái nhờ vậy lên mạng coi cái YouTube á, gặp được Tiến mừng quá, coi hôm qua rồi coi cho nó tới với một hai giờ sáng mới ngủ. Nói mà nhiều cô cũng dễ thương nghệ, có gì mình nói thẳng, giàu nghèo thì không thành vấn đề, miễn thương nhau lo lắng cho nhau được rồi. Người này lo cái người kia lại đi chơi đi nhậu nhẹt đi với bạn bè, mỗi giờ con ở nhà cái đó là không có tốt. Khi có vợ rồi thì mình sẽ chín chắn lại, thẳng thắn để làm rồi lo cho vợ con sau này đi làm về tiền về. Còn ví dụ tôi có vợ tôi cũng đưa tiền cho vợ giữ, bà muốn đưa tôi như bà được không hỏi, đưa 100 hay là đưa mấy chục đồ xanh cũng được, không sao hết. Không có trọng nhà. Nói chung ra là anh đi làm về là đưa tiền cho vợ. Nhưng mà mình rất là từ thiện, mình thấy chùa nào mà làm là mình tới mình làm công quả, mình phụ trong ngoài rồi đó, xe cộ cho mấy phật tử vậy thôi. Em có làm cái kênh Hồ Tiến TV, anh có coi không? Có. Em cái kênh này đó là Tiếng Sông Nước Vui Vẻ, thì để em quay những cái gì vui vui hay là những cái cuộc sống hàng ngày những người nào đó thì em quay không có hỗ trợ nha, không có giúp đỡ đó, thì em quay chỉ cho xem thôi. Còn cái kênh mà Hồ Tiến TV thì cái kênh đó để em chuyên về làm thiện nguyện, em quay những người đau ốm bệnh tật đó, thì anh có rảnh rảnh anh vô đó anh xem.
Ok. Dạ. Đó, còn thì Tiến cũng thông báo lại cô chú anh chị em nha, không phải Tiến quay những cái gì là cũng phải giúp đỡ đó, cái mà những cái mà bên kinh mà Hồ Tiến TV đó là Hồ Tiến TV đó, bên kinh Hồ Tiến TV đó là bên kinh đó là Tiến mới là làm thiện nguyện, còn ở kinh mà Tiến Sông Nước Vui Vẻ thì Tiến quay những nhân vật đó là không có hỗ trợ, không kêu gọi giúp đỡ, tại vì Tiến quay để cho xem, cho giải trí, cho cuộc sống họ hàng ngày làm những gì, hay là họ nói những câu tiếu tiếu gì đó cho cô chú anh chị em xem cho vui thôi, chứ không phải là Tiến đi quay là mấy cái đó hỗ trợ cô chú anh, tại vì làm riêng biệt, kinh nào ra kinh đó, đó kinh quay vui, đó là kinh này thì quay đi giúp đỡ những bà con nghèo nè, đau ốm bệnh tật nè, thì cái đó là Tiến, nói chung nói tóm lại là Tiến quay một cái video nào đó, Tiến kêu gọi đó là Tiến giúp đỡ những hoàn cảnh đó, còn những cái mà Tiến không lên tiếng kêu gọi là cái đó để quay xem cho vui thôi. Đó, cho cô chú anh em hiểu hơn nha. Thế thì em cũng cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia chương trình của em. Đó, thì em mong rằng em đăng cái video lên thì có nhiều chị muốn kết nối với anh để sống chung với anh trong cái khoảng đời còn lại. Như anh ra cái tiêu chí cũng được, ai không con thì càng tốt, nhưng ai có một hai đứa con anh cũng chẳng thương đó, cái tiêu chí anh rất là dễ dàng. Rồi anh còn có điều gì muốn nói nữa không anh? Tôi cũng cảm ơn Tiến lên đài nói chuyện với tôi rất là vui vẻ, với lại tôi cũng thấy nói chuyện với anh rất là vui ghê, giống anh em trong nhà vậy á. Yeah. Rất là điều kiện dễ dàng. Yeah. Không có đòi hỏi cao sang hay giàu nghèo gì hết. Yeah. Thì tôi mong mà ai coi cái video này á thì sẽ liên lạc tôi. Tôi sẽ cho số của người đó để nói chuyện với tôi. Yeah. Tôi cảm ơn rất là nhiều. Yeah. Cộng đồng mạng. Ví dụ như bây giờ tôi thích cái người 58 tuổi đó, mà tôi có thể cho người đó số phone cũng được. Yeah. Không thì gọi lại cho tôi. Dạ. Thì cái anh thích cô nào đó thì em sẵn sàng cho số, rồi sau khi đó anh điện anh liên lạc với chị đó. Ok. Dạ. Vậy tôi thích cái người sông nước nghèo, vui vẻ, giúp đỡ cho mấy người có hoàn cảnh hay ly dị, hay là chồng chết, hay là gì nhân dân gì vân vân gì đó, thì dù có con hay không có con thì tôi cũng ok, cũng đồng ý, không có gì trên con. Yeah. Mình giống như con bộ cũng giống như con mình thôi, là mình hạnh phúc rồi. Yeah. Nếu mà được đó, thì tôi về tôi ở chơi 3 tháng, còn muốn qua Mỹ du lịch đó, tôi sẽ làm giấy tờ cho qua chơi. Yeah. Chơi về cũng được, tùy muốn ở nhà nào cũng được, muốn ở nhà tôi hay là muốn đi đâu á thì tôi đưa đi. Yeah. Yeah. Nghe anh nói không ngại, rất là thoải mái với người đó. Yeah. Không có giống như người ta mà cọc cằn hay là nói đi chỗ này là đi chỗ kia sao làm nhiều chỗ quá, cái đó không có. Mình phải cho làm phụ nữ qua là bớt là tiếng Mỹ á, còn danh dự mình được đi chơi với người đó là mình mừng lắm rồi. Vậy em cũng cảm ơn anh rất là nhiều, thì em cũng chúc anh một buổi tối vui vẻ và thành công trong công việc ha. Yeah. Ok. Yeah. Rồi cảm ơn Tiến nhiều. Yeah. Nhờ Tiến đưa cái chương trình mà tôi nói chuyện với Tiến cho cái người đó, là người đó nếu mà cảm thấy hợp ý, thích hợp đó, thì gọi cho tôi sẽ bắt qua, tôi sẽ nói giống như như trong buổi giám mà tôi đang nói chuyện với Tiến vậy đó. Yeah. Ok. Yeah. À, thì em cũng cảm ơn anh, và em thôi chuyện giờ anh em mình cũng trò chuyện cũng đã sắp hết kết thúc cái buổi video trò chuyện anh với em hôm nay.
Thì Tiến cũng mong rằng cô chú và anh chị em có thương Tiến làm cái chương trình kết nối yêu thương trong nước và ngoài nước. Thì cô chú anh chị em nhớ xem video và chia sẻ. Thì Tiến cũng nói rõ hơn là cô chú anh chị em muốn thích cô nào hay là chú nào đó thì phải coi từ đầu tới cuối cho hết video, coi coi chú đó nói những gì hay là anh đó nói những gì, mình hiểu rõ hơn. Để mình muốn kết nối với người đó là mình phải coi cho nó, tìm hiểu cho nó rõ hơn rồi mình tắt đi. Dạ, tắt rồi. Mình đang quay, mình tắt đi, mình không có để gì được. Ok. Dạ, dạ. Rồi chút nữa mình hãy gọi sao, từ giờ em đang quay phim quá trời người gọi, em còn tắt nè. Vậy thôi thì Tiến cũng chào tất cả cô chú anh chị em. Tiến kết thúc video đây, thì mong rằng cô chú anh em có thương nhớ chia sẻ video dùm Tiến. Còn cô chú anh em nào muốn kết nối yêu thương thì hãy kết bạn Zalo với Tiến rồi nhắn tin cho Tiến biết để mà Tiến chấp nhận nha. Rồi Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh chị em một buổi sáng vui vẻ và hạnh phúc. Em chào anh nha, bye bye cái nhà anh nha. Dạ dạ dạ.